Xin chào các bạn, mình đang đứng ở chân đèo Khánh Lê, dài 29 km. Thì đèo này thuộc huyện Khánh Vĩnh của tỉnh Khánh Hòa. Mình đang đi cung đường từ Nha Trang đi lên Đà Lạt. Bây giờ mời các bạn theo dõi hành trình của mình để chúng ta cùng khám phá đèo Khánh Vĩnh xem nó ngoạn mục và hùng vĩ như thế nào nhé. Ok, và bây giờ mình mời các bạn cùng mình trải nghiệm cái cung đèo Khánh Lê các bạn ơi. Thì bây giờ là mình bắt đầu là chạy xe máy lên cung đèo ha. Đây là đoạn chân đèo, các bạn thấy nó tương đối bằng phẳng đúng không? Nhưng mà thực sự mình đang chạy xe đây thì vì nó cũng khá là dốc đó các bạn. Xe mình 110 phân khối nhưng mà đi lên khá là nặng nề ha. Thì đèo Khánh Lê là một trong những con đèo dài nhất ở Việt Nam. Nó được xếp thứ 3 theo số km ghi trên bảng các bạn. Đèo dài nhất ở Việt Nam hiện tại là đèo Ô Quy Hồ. Nó nằm giữa ranh giới của tỉnh Lai Châu với lại tỉnh Lào Cai. Nó dài khoảng 50 km. Đèo dài thứ hai là đèo Pha Đin. Đèo Pha Đin nằm ở tỉnh Sơn La nha các bạn, dài khoảng 32 km. Còn đèo Khánh Lê này nó dài khoảng 29 km. Thì sở dĩ đèo Khánh Lê nó cực kỳ là ngoạn mục bởi vì là một bên là vách đá rất là cao và còn một bên là vực rất là sâu. Thì con đèo này rất là dài và rất là đứng, cho nên khi mình đi xe như thế này thì nó mất rất là nhiều thời gian. Cho nên những cái đoạn nào mà nó ít ngoạn mục thì mình xin phép là mình sẽ tua nhanh nha các bạn. Đoạn nào ngoạn mục hoặc có những cái cảnh đẹp thì mình sẽ để nó tua chậm lại để cho các bạn chiêm ngưỡng ha. Ok, thì để thuận tiện cho các bạn chiêm ngưỡng một cách tự nhiên nhất thì mình sẽ hạn chế cái việc thuyết minh trong suốt quá trình mình chạy xe và review ha. Đoạn nào mà đẹp hay có những cái ngoạn mục thì mình sẽ review và thuyết minh cho các bạn xem ha. Ok, bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm nhé.
Rồi chúng ta tới cái độ cao 1.000 m các bạn ơi. Thì đèo này có ba cái độ cao mà người ta cắm cái mốc như thế này, là độ cao 500 m, 1.000 m và 1.500 m. Thì từ cái độ cao 1.000 m này so với cái khúc chân đèo đó là mình đã đi được 18 km rồi nha các bạn. Và từ cái cột mốc 1.000 m này mình đi khoảng 9 km nữa là chúng ta sẽ gặp một cái thác nằm ở giữa đèo. Thì theo mình biết thì cái thác ở giữa đèo đó khá là đẹp. Tuy nhiên cái thời điểm mình đi đây vào mùa không có mưa thì không biết là nó như thế nào. Thì lát nữa tới đó mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Rồi, tấp xe vô nghỉ chút xíu các bạn ơi. Thì đi tới đây là giữa đèo rồi đó các bạn. Mà xe mình quá đuối và mình cũng đuối luôn. Thì mình sẽ ở đây mình nghỉ xíu, mình quay cái cảnh ở đây cho các bạn xem ha. Các bạn nhìn cảnh đây rất là hùng vĩ luôn đúng không các bạn? Cái vách đá rất là dựng đứng và cao vút luôn. Và ở đây rồi mà gọi như là mây ấp núi luôn các bạn. Các bạn nhìn mây nó phủ xuống núi nữa, rất là đẹp luôn ha. Lên tới đây là bắt đầu các bạn cảm thấy là có sương khói nó phủ lên trên cái núi đá ở đây rồi nè các bạn. Thì nếu các bạn đi phượt cung đèo này, các bạn nên đi những chiếc xe từ 150cc trở lên nha các bạn. Đi xe của mình có 110cc nó yếu quá các bạn, lên đèo này rất là xót xe luôn ha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm tiếp nhé. Đi khoảng 5 km nữa là chúng ta sẽ tới một cái ngọn thác ở giữa đèo. Rồi và chúng ta đã tới cái dòng thác ở giữa đèo đây các bạn ơi, nhìn khá là đẹp đúng không các bạn? Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Thì cái dòng thác này nó được đổ từ chút trên một cái đỉnh núi rất là cao đổ xuống đây các bạn, chứ không phải một đoạn ngắn như thế này đâu. Tuy nhiên đứng như đây thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được đâu các bạn. Thì lát nữa mình sẽ chạy tới một đoạn khoảng 1 km, mình sẽ quay tổng quan lại cho các bạn xem ha. Thì cái thời điểm mình đi đây là vào mùa không có mưa nên dòng nước ở đây nó không có được mạnh lắm các bạn. Thì ở đây về vấn đề tâm linh, người ta có thờ tượng Đức Mẹ ở đây các bạn để cầu cái sự bình an cho những người dân đi ngang qua cái cung đèo này ha. Thì khi tới đây các bạn sẽ thấy có hai cái dòng thác như thế này được đổ xuống, và thường du khách tới đây là người ta sẽ dừng ở đây để chụp hình nè các bạn. Tuy nhiên nó rất là nguy hiểm nha các bạn, các bạn đừng leo lên trên những cái chỗ bậc đá đây mà các bạn chụp ha, nó trượt chân xuống đây là cực kỳ nguy hiểm. Rồi khi các bạn đứng đây chụp hình thì cung đèo này các bạn biết là nó rất là nguy hiểm rồi, cho nên các bạn phải chú ý cái vấn đề an toàn nha các bạn. Rồi cái tháng này mà vào mùa mưa các bạn sẽ thấy nó cực kỳ hùng vĩ luôn và cái dòng chảy rất là mạnh. Cho nên là khi các bạn đi vào thời điểm mùa mưa thì các bạn chú ý cái vấn đề an toàn nhé. Tránh cái vấn đề đá rồi sạt lở xuống rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm chạy tới một khoảng 1 km nữa, mình sẽ quay ngược lại cho các bạn xem cái tổng quan của cái dòng thác này ha. Nó đổ từ trên đỉnh núi rủ xuống, nó giống như một cái dải lụa trắng xóa nha các bạn, rất là đẹp.
Ở đây các bạn nhìn lại cái chỗ ngay cái dòng thác lúc nãy á, thì đây các bạn nhìn tuốt trên đỉnh núi đổ xuống, các bạn thấy không? Như một cái dải lụa trắng xóa đổ xuống ha. Khói bốc nghi ngút như vậy á, các bạn thấy rất là cực kỳ đẹp luôn. Nó hòa vào trong núi non ở đây, các bạn thấy rất là hùng vĩ, rất là đẹp. Cao ghê chứ. Nên đến đây thì các bạn dành chút thời gian để trải nghiệm cái dòng thác này cũng khá là thú vị nha các bạn. Ok, bây giờ mời các bạn cùng mình chúng ta trải nghiệm tiếp cái cung đèo Khánh Lê này nha các bạn.
Rồi và chúng ta đã đến cái độ cao thứ ba, cái cột mốc độ cao thứ ba là 1.500 m các bạn. Thì từ cái vị trí 1.500 m này so với chân đèo thì nó khoảng là 27 km rồi các bạn. Đường đi mà chúng ta đi cũng gần hết đèo rồi các bạn ha. Thì cái đoạn đây là bắt đầu trở lên là nó cao hơn 1.500 m rồi các bạn. Thì khi mà chúng ta lên khoảng độ cao từ 1.600 m thì các bạn sẽ thấy nè, mây mù nó bao phủ kín mít luôn ha. Thì lát nữa tới đó mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Rồi các bạn ơi, khi mà các bạn đi lên tới cái đoạn này nè, nó cách cái chỗ cột mốc 1.500 m là khoảng vài km, thì chúng ta sẽ thấy cái tình hình thời tiết ở đây là sương mù nó dày đặc như thế này các bạn. Và ở đây các bạn sẽ thấy là cái tầm nhìn nó rất là hạn chế, cho nên khi các bạn đi tới cái đoạn này, các bạn nên bật đèn chiếu gần lên ha, hoặc là bật đèn sương mù lên và đi chậm thôi nha các bạn. Nếu như các bạn đi xe máy giống mình đây thì các bạn nên đeo găng tay vào, mặc áo ấm đồ vào để nó đảm bảo cái vấn đề sức khỏe cũng như là nó giữ được cái độ ổn định trong khi các bạn lái xe nhé. Ok, bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm tiếp cái cung đèo Khánh Lê này nha. Đi một khoảng chừng vài km nữa là chúng ta sẽ hết đèo nha các bạn.
bạn ơi, thì tới đây các bạn thấy là địa hình bắt đầu bằng phẳng rồi nè các bạn. Những con đường bắt đầu nó thoải lại và bằng, nó không còn ngoằn ngoèo và dốc nữa ha. Thì đây là cái có thể coi là cái chân đèo, cái hướng mà đi từ Đà Lạt về Nha Trang ha. Thì đây các bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều nhà dân và những cái trạm dừng chân ở đây. Thì khi các bạn đi từ hướng Đà Lạt về Nha Trang đến đây, các bạn có thể dừng chân ghé vào đây ha, để nghỉ ngơi, ăn uống này kia, cho xe để nghỉ ngơi nha các bạn. Thì cái vị trí mình đang đứng đây là cái trạm dừng chân Bamboo nha các bạn. Thì tới đây các bạn có thể vào trong này nè, ăn uống nghỉ ngơi, rửa xe này kia trước khi chúng ta lên đèo nha các bạn. Rồi ok, video ngày hôm nay mình đã trải nghiệm cái đèo Khánh Lê. Thì hy vọng phần nào đó các bạn cũng có thể trải nghiệm cùng mình để biết được cái sự ngoạn mục hùng vĩ của đèo Khánh Lê ha. Nếu các bạn muốn review về cái địa điểm nào khác, các bạn cứ comment xuống bên dưới nha các bạn. Ok, mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp nhé.